năm 2023 với những chủ trương định hướng ưu tiên phát triển du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La đã có bước phát triển vượt bậc. Các sản phẩm du lịch được mở rộng, các điểm danh thắng di tích lịch sử được tôn tạo nâng cấp, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch được quan tâm đầu tư phát triển. Hình ảnh du lịch Mộc Châu ngày càng tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung, Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nói riêng, đang có bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Nhiều tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế của huyện, đặc biệt là kinh tế du lịch. Mộc Châu đang nỗ lực để phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch lợi thế. Chủ động ra soát thực trạng các điều kiện đạt và chưa đạt của khu du lịch quốc gia, xây dựng kế hoạch phối hợp hoàn thiện các tiêu chí để công nhận khu du lịch quốc gia công tác xây dựng hoàn thiện điều kiện đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia Mộc Châu được khẩn trương thực hiện. Theo đánh giá, khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã đạt 19 trên 20 tiêu chí. Trong cái thời gian vừa qua thì huyện cũng đã rất là nỗ lực trong cái việc hoàn thiện các cái tiêu chí để mà đáp ứng được các cái điều kiện của một khu du lịch quốc gia. Từ nay cho đến năm 2025 thì cũng còn rất là nhiều việc mà chúng tôi còn phải hoàn thiện tiếp. À, ví dụ như là cái việc mà hoàn thiện các cái cơ sở hạ tầng cho du lịch. Cái thứ hai nữa là cũng phải nâng cao hơn nữa các cái chất lượng dịch vụ du lịch, đặc biệt là các cái cơ sở lưu trú. Trên địa bàn huyện có 295 cơ sở lưu trú đang hoạt động. Trong đó có 9 khách sạn từ 1 đến 3 sao, một khách sạn 4 sao, một resort, 400 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm trên 10 điểm khu bản du lịch, 12 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành. Đến nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu có 17 dự án thuộc lĩnh vực du lịch dịch vụ với tổng mức đầu tư 3.761 tỷ đồng, 5 dự án đầu tư tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu với tổng mức đầu tư trên 1.330 tỷ đồng. Những cái điều kiện để công nhận trở thành khu du lịch quốc gia của Mộc Châu thì về cơ bản chúng ta đang đang hoàn thiện và rõ ràng từng bước khẳng định được cái cái tầm vóc vị thế của một khu du lịch quốc gia. À, như tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cần phải khuyến nghị là những cái cố gắng nỗ lực của chúng ta đã rất là tốt nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa, đặc biệt là phải tiếp tục đầu tư uh, cải thiện đa dạng hóa các cái sản phẩm dịch vụ du lịch, làm mới rất nhiều những cái điểm hấp dẫn uh, du lịch những điểm tham quan với nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc. Hơn nữa là phải nâng cao cái chất lượng dịch vụ du lịch mà cái chất lượng đó chỉ thông qua cái chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Mộc Châu hiện có nhiều điểm du lịch nổi tiếng thu hút rất đông khách du lịch. Huyện đã duy trì tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện quảng bá du lịch như lễ hội hết trá, cầu mưa, lễ hội hái quả, ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu giải chạy Marathon Đường Mòn Việt Nam thu hút đông đảo du khách đến với Mộc Châu. Bởi năm nay cũng là năm đầu tiên mình mới bắt đầu tham dự vào giải giải chạy treo thôi thì cũng mới chạy được 6 km thôi nhưng mà mình cảm thấy là không khí thì rất là thoáng đãng, khung cảnh thì đẹp, hoa đào thì đã nở trắng nên là rất là đẹp rồi là các màu hoa tím xen kẽ vào nữa nên là thật sự là một cung đường mà lần đầu tiên mình mình chạy và mình cảm nhận được là nó rất là đẹp và thân thiện với hòa đồng được vào với thiên nhiên. Bên cạnh sức hút từ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, nguyên sơ và nhiều nét văn hóa dân tộc độc đáo, giàu bản sắc, một trong những loại hình du lịch hấp dẫn du khách thời gian gần đây ở Mộc Châu là du lịch cộng đồng, do người dân bản địa tự chủ, tự tổ chức, quản lý các tour trong phạm vi thôn bản gắn với cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân. Năm 2023, khu du lịch quốc gia Mộc Châu liên tiếp vinh dự được nhận giải thưởng, điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Việt Nam, hàng đầu châu Á và điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới thuộc hệ thống giải thưởng danh giá trong ngành du lịch. Trong năm, huyện Mộc Châu cũng đã thu hút được gần 2,5 triệu lượt khách du lịch, vượt 23% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu ngân sách xã hội ước đạt trên 2.800 tỷ đồng. Với những cái danh hiệu này thì sẽ là một cái đã tạo đà rất là tốt để Mộc Châu đẩy mạnh cái quảng bá hình ảnh du lịch của Mộc Châu về vẻ đẹp thiên nhiên của Mộc Châu tới bạn bè trong nước và quốc tế. Với định hướng phát triển khoa học bài bản, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế du lịch mộc châu sẽ ngày càng tỏa sáng và vươn lên mạnh mẽ xứng đáng là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới